Dạ xin chào quý bà con cô bác. Khương Dừa xin kính chúc quý bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe. Khương Dừa đang có mặt ở hồ quán Sao Biệt Vườn số 113 đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ hôm nay là chủ nhật ngày 14 tháng 7 2024. À, hôm nay thì ở hồ quán Sao Biệt Vườn có tổ chức làm ẩm thực với lại giao lưu âm nhạc và khiêu lô tô để tặng quà cho quý bà con cô bác. Dạ bây giờ 5 giờ hơn. Dạ, trời thì đang mưa rã rít. Dạ mà cái kiểu này chắc Hương vừa nghĩ xíu nữa ổng mưa xong mà. Dạ tại vì số mình cũng hên hên, trước đêm nhạc thì thường thường ông trời cũng hay mưa mà vô đêm nhạc là bắt đầu tạnh nè. Hy vọng đêm nay cũng vậy nha bà con bác. Dạ bây giờ mời quý bà con bác mình đến với lại gian hàng bánh xèo đó, với được phụ trách bởi hai nghệ nhân. Dạ nghệ nhân Út Thơ đó, giờ đó. Giờ là lên hàng nghệ nhân rồi. Đây nghệ nhân Hồng Ngọc đó. Đây là nghệ nhân Minh Nguyệt đó, đang làm bò lá lốt. Ôi đây bọn bác, đây bánh xèo này là bánh xèo nhưng thịt vịt củ hủ dừa. Dạ bọn bác thấy đơn giản chứ làm này cực lắm bọn bác. Củ hủ dừa mình phải mua về rồi mình sắt, mình phải luộc sơ rồi thịt vịt đó thì mình phải lóc lấy thịt thôi mà bỏ xương hết rồi mình bầm ra rồi mình xào sơ sơ cho nó ngon. Còn bên đây là thịt với lại tôm đó, có nhiều ông bà cô chú anh chị cũng ăn thịt với tôm đó. Còn đây bò lá lốt, bò lá lốt cũng cuốn nhà đó ông bác, cũng ngon cũng hấp dẫn lắm đó. Tất cả đều được làm bằng bếp than hết đó, cho nên nó rất là cực, nhưng mà nó đổi lại thì nó có bếp than thì nó sẽ ngon, nó sẽ hấp dẫn đó. Bà ông bác thấy hiện tại thì mới có 5 giờ hơn à, cho nên là ở hội quán chưa có khách, nhưng mà bà ông bác thấy cái đội mà làm không đó, phục vụ rồi đó, bà ông bác thấy nóng lạnh chưa đó. Đây ba người làm chính nè, còn bên con rau củ quả rồi bên kia là đội để chạy bàn rồi đó. Mâm bánh xèo này chuẩn bị giao cho khách nè bà ông bác. Bà con bác thấy hấp dẫn chưa, rau rồi bánh xèo rồi nước chấm, trời ơi bên đây nước chấm nhìn hấp dẫn nha bà con. À, đó ngon chưa. Dạ đây là có nước mắm chua ngọt để chấm bánh xèo, có đây là có mắm nêm để chấm bò lá lốt. Ủa nay mình có gì ta, cháo ếch chưa ta? Chưa đó, giới thiệu chưa, rồi là ăn thì đặt ở trong kia hả? À, mấy bạn nhỏ có ăn cháo ếch không? Cho mấy bạn nhỏ hôm nay, mấy bạn nhỏ hôm nay là chờ cháo ếch. Ôi ngon quá bà quá thôi nè, hấp dẫn nghe chưa. Bà mát thấy bà xã Thương Dừa đó, đây học cũng nhanh quá ha. Hồi bữa giờ là làm cô giáo mà giờ đi chi bánh xèo, thấy có bánh xèo thấy ngon giòn rụm không, thấy ngon không bác? Ôi wow, ngon quá. Út Thơ kìa, tội nghiệp Út Thơ. Út Thơ cũng tùm lum công chuyện của Út Thơ hết trơn, tội nghiệp nhà chăm mẹ rồi lên đây cuối tuần lên đây phụ anh hai chiên bánh xèo để phục vụ bà con cô bác. Dạ. Ngon quá, coi bà xã Khuôn Dừa, bà xã Khuôn Dừa đổ vô nè đó. Tại sao bánh xèo lại có tên là bánh xèo? Tại vì đổ vô. Đó, bà con bác nghe cái xèo không? Và người đầu tiên ăn bánh xèo là ai? Đó là bà đổ bánh xèo. Bà phải ăn thử để xem bột có ngon hay không. Ồ, hấp dẫn quá. Tôi vừa đang đặt đó để tặng. À, để gửi tặng. Thường thường bà con bác ôi út út chiên có bánh nào đẹp quá trời. Ủa trai hả, ngoại phục vụ ai hả, có khách hả? À đem bưng cho đây. Ôi ngon, đủ chưa ngoại? Nước mắm đủ rồi, đem mắm đem rồi. Ồ dạ đây. Bữa nay được ăn Khuôn Dừa bánh xèo cho tôi ăn. Ngon chưa, hấp dẫn chưa? Cảm ơn gia đình mình nhiều. Dạ. Mấy tiếng đồng hồ mà thấy buồn yêu à, nãy giờ buồn. Dạ hả? Nãy giờ mọi người đang buồn, mấy hả? Ủa sao kỳ vậy ta?
tìm cái ngôi sao của anh là tìm 3 tháng nay rồi hôm nay mới đi đến được. Ủa sao mà khó khăn như ta? Nãy vô thấy ngồi buồn không biết nó sao. Hello. Em buồn hả? Mình là fan. Biết sao không? Em đang đợi mấy bạn tập kịch. Em mệt quá mà mấy bạn bị lên trễ. Đi đến đi dùng bánh xèo của Hương Dừa mọi người ơi, ủng hộ Hương Dừa nhé. Cảm ơn nhiều. Từ quận 7 mình tìm đi. Quận 7 hả chị? Tháng 2 rồi đó. Trời ơi. Bữa nay lần này đi là biết đường rồi, mai mốt. Nhưng mà em cứ vừa chắc không nhớ mặt tụi em mà đúng không? Dạ nhớ thấy quen. Với Bình Lợi đó. Mình đã gặp nhau. Dạ dạ. À. Lần mai đó. À lần mai Bình Lợi. Anh Út á. Nhà anh 12 đó. Dạ 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 rồi. Thôi mời mọi người dùng. Dạ. Ngon quá. Dạ dạ dạ. Có gì ăn góp ý em nha. Dạ thôi, ăn đi. Em qua bực. Bữa nay em phụ. Không tại anh nhiều đẹp trai cái đuổi chị Phương qua anh đây không có người đây ngồi đây đẳng quay. Còn chỉ nhìn từ xa chỉ thấy mình buồn buồn. Không tại bữa giờ em làm nhiều quá em hơi mệt. Dạ. Cái thứ hai nữa là nãy lên sớm để đợi mấy bạn qua tập kịch mà mấy bạn mưa quá ăn trễ mình ngồi đợi biết bao lâu. Trong tuần thường thường là thứ ba thứ tư là mới có hát nhau nghe ha. Thứ ba thứ năm là hát giao lưu với band nhạc và phải thuộc lời. Dạ. Thứ tư thứ sáu là hát karaoke. Đó mình không thuộc lời cũng được. Bây giờ anh hỏi anh cái tại rồi thứ bảy là nghệ sĩ, còn chủ nhật là ẩm thực với lại ẩm thực với lại kêu lô tô với lại âm nhạc. Anh, dạ. Anh hỏi anh cái bạn em là hai người này rất hát rất là hay. Mà bây giờ không biết làm cách nào đặng mình có thể đặng mình hát. Bạn này thì biết rất nhiều cái loại nhạc lắm hát luôn thôi. Hát dạ. Rất là hay luôn đó. Cả hai năm biết nhiều. Dạ thì bạn này cũng hát hay mà luôn thèm hát. Thứ thứ năm chị vậy chị anh chị lên thứ năm với lại thứ ba thứ năm. Thứ ba thứ năm vậy lên đăng ký là mình hát thôi, thuộc lời. Mấy mình, giờ mình mới dạ 6:30 bắt đầu tới 9 giờ. Thứ ba thứ năm. Vậy là phải thuộc lời mới được. Thuộc lời với lại những cái bài nhạc mà nó được cho phép. Dạ. Tại mình đang trong trung tâm văn hóa, còn ở nhà thì mình hát bài gì cũng được. Hả? Thì như mấy bạn không thuộc mà. Dạ không cầm. Thuộc mà chắc có đoạn cải lương thì đoạn cải lương luôn hả? À, hát cải lương hay lắm. Dạ. Ồ vậy thì là đã cải lương thì nằm lòng rồi. À, phải nằm lòng lên hát thôi. Dạ. Sao mà lăn cho ổng lên giùm lăn hai người này lên là tới đây hoài luôn. Vậy xíu anh chị có ở lại lâu không? Dạ lâu. Vậy xíu lên em kêu lô tô tầm 7 giờ em kêu 7:30 mình lên giao lưu thử cái đi. Ok, giỏi ta. Ừ, ưu tiên á. Không tại vì đêm lô tô là chỉ tụi em kêu rồi tụi em tự hát luôn à. Dạ. Nhưng mà thấy mình đi xa quá cho nên coi như là ưu tiên nó nhỏ. Cho nên mà mắt cũng thông cảm. Xót cái đoạn này nha. Dạ. Chứ sợ là cái ngày nào thì mình phục vụ theo cái nội dung đó, thí dụ thứ ba thứ năm thì mình giao lưu rồi. Còn lên chủ nhật là nhiều khi giao lưu nữa cái là ai cũng giao lưu cái mình không sắp xếp được. Dạ, người này được thì người kia không được thì mất công buồn tội nghiệp. Dạ, chứ không gì. Ủa chết mồ mà chị hát cái lương hả? Dạ, cái nhạc. À, nhạc mà bài gì để biết tính, tại vì hôm nay chỉ có cái nhạc thôi à. Phải thuộc lời mới hát được. Phải thuộc lời. Rồi, tính sao đi. À bài gì thì thuộc lời phải luyện lời chứ bị à, phải học thuộc lời á. Cái nói ngang sao thuộc nổi. Có bài nào mà tủ không? Nói chung là thuộc lời là chỉ có cái bài gì mà vàng cây lá bay anh. À, vàng cây lá bay đôi tay gây dạ, buồn mang suy tư về. Xem chuyện tình không dĩ vãng. À đúng rồi, chuyện tình không dĩ vãng. Đây đôi cải lương, cải lương thì thứ ba thứ năm, thứ ba năm có hai bạn đánh nhạc đánh cổ rất là hay, còn hôm nay là tại mình kêu lô tô nên là toàn là nhạc không à. Ghi không biết sao nhớ. Cái hôm nọ tụi em cũng đi tìm lên cái chương trình gì đó mà hát để làm quỹ từ thiện á anh. À. Hát để cho những đã, biết, gia em biết đình rồi. Mà có những hoàn cảnh khó khăn. Dạ, dạ. Cũng có tìm lên đăng ký rồi mà cũng như là chưa tới lượt hay sao hoặc là đông quá dạ. Chưa anh ơi Hương Dừa cho vui lòng cho em xin số điện thoại đi, dù bạn em có đi á mà em giới thiệu không biết anh. Đây em bấm số dạ. Ở quán là để gọi cho nó dễ. Đó cũng được chứ gốc người ta nông dân á, về chưa trồng chưa chắc lại em à, về vườn làm chưa chắc lại em à. Thiệt ở Bến Tre mà. Dạ đúng rồi, về vườn làm ruộng làm lúa làm đi biển đi rừng đồ chuyên á. Không phải bỏ ra chừng 5-10 ngày á chứ mới ra làm. Dạ phải luyện là thôi mọi người ăn đi để ngồi ha. Thứ ba thứ năm giao lưu. Dạ.
Dạ. Còn một xíu nếu thiếu nhịp thuộc nhạc thì em sẽ chèn vô để mình giao lưu. Dạ. Ha, thuộc lời nha, mà thuộc lời nha. Dạ, cảm ơn. Có gì báo em ha. Dạ, okay. Rồi rồi, chúc gia đình mình ngon miệng. Dạ, dạ, cảm ơn nhiều. Thành công. Dạ, dạ, dạ. Tốt đẹp. Dạ, dạ. Dạ. Trời ơi, ơi. Này hát lát hát quê mùa nước lũ là vô bài luôn. Không còn con sông nước dâng tràn lên bãi bồi. Ăn hả? Dạ. Ăn hả? Ôi, mình ăn hai cái luôn hả? Ăn hai cái luôn mình em. Ồ. Ăn đi, trả tiền cho anh, trả cho. Trả rồi. Trả rồi hả? Chưa trả anh trả cho. Ờ. Ủa, chưa ăn luôn hả? Cứ ăn lần nào, lần đầu tiên. Thật tiện quá mà. Thôi trả tiền lại cho. Thôi được. Thôi, rồi, mời. Rồi, để anh mời, để anh mời. Không buôn bán mà trả. Không, mình biết rồi, nhưng mà nè nè. Mày cầm lấy lát kêu mấy tôi nhỏ nữa. Kêu cho mấy đứa, nó nữa. Kêu cho mấy đứa. Thôi thôi, ok. Thì kêu cho mấy đứa nhỏ nó ăn gì, để lát nó diễn nữa chứ, lát con còn đi hát nữa mà. Đó mà âm thanh đó đang chuẩn bị, có ở đây có anh Minh với là Hưng. Rồi tối có bà con bác bình luận hỏi ủa sao không thấy anh Hưng làm nữa, nó ngồi đây mà không thấy. Đó, em nói vẫn còn làm với Khương Dừa. Dạ, nha con bác, vẫn hỗ trợ Khương Dừa. Bây giờ thì có đội ngũ âm thanh mới của anh Tuấn cho nên là Phúc Hưng sẽ phụ với mọi người ở đây làm chạy hậu đài, với lại cũng phụ với anh Tuấn luôn bà cô chú. Ừ, phụ nội dung luôn rồi. Dạ. Rồi ok, rồi xíu âm thanh lên. Dạ đây quà tặng của đêm kia âm nhạc và giao lưu và lô tô nha bà bác. Dạ đây, đây bà con bác thấy quen thuộc chưa. Dạ bánh tráng tân nhiên của đứa em Phương Dừa Duy đó, Phương Dừa làm xấu đó, coi như là nói Duy là bán cho Phương Dừa đi đó, để Phương Dừa tặng cho bà bác. Nhưng mà biết là Khương Dừa nên em nó đâu bán đâu, với lại em nó cũng biết bà con cô bác đây cũng thương Khương Dừa, cũng thương thương hiệu bánh tráng tân nhiên, cho nên là em nó cũng coi như là tài trợ sản phẩm cho Khương Dừa để Khương Dừa làm quà tặng cho quý bà con bác ha. Tối nay thì mình sẽ kêu một vòng như vậy, thì mình sẽ có Khương Dừa đang dự kiến là năm vòng khuyến khích đó, là hai thùng bánh tráng nha bác. Một thùng này là 350 nha bác, Khương Dừa nhớ hình như 350, thì hai thùng là 700.000. Bà bác thấy quà tặng cũng hấp dẫn đúng không? Đó, chứ ở ngoài Khương Dừa thấy người ta kêu một vòng thì tặng được một lốc nước ngọt hoặc thùng bia gì cũng 400.000 với 400.000 gì đó, 350. Dạ còn này là cái hồng sâm nè bà bác, nè của một ông anh, dạ bên công ty Năm Phát. Dạ ảnh cũng gửi cho Khương Dừa dùng thử, Khương Dừa thấy cũng tốt, cho nên là Khương Dừa mới nói anh là bán cho Khương Dừa. Nhưng mà ảnh cũng giống như bánh tráng tân nhiên, cũng không bán, cũng gửi cho Khương Dừa để Khương Dừa gửi làm quà cho bà ông bác. Một phần như vậy là gần 500.000 bà ông bác, 400 mấy 490 hay gì á, là gần 500.000 đó. Là một phần vậy, là một vòng vậy là bà ông bác sẽ được hai hộp như vậy là gần 1 triệu bạc đó. Bà ông bác thấy dữ không? Dạ đây là những món quà sức khỏe đó, là trong rồi đây là những món quà để trong bữa cơm gia đình mình đó, là gần 1 triệu ha. Đó thì ba dòng này, ba năm dòng này là 7 7 5 là 3.5 triệu rồi đó bác. Bà con bác, 7 5 là 3.5 triệu đó. Đúng không ạ? Năm ủa? 7 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
hết 2 triệu bạc rồi đó. Dạ, dạ 5 triệu rưỡi. Đó, rồi rồi ngoài ra thì còn một cái vòng nữa, là vòng đặc biệt là một cái chiếc vòng đeo tay phong thủy của Thùy Kim Khiết. Đó, thì cũng tuần rồi cũng thì cũng có tham gia. Thì thấy cũng vui cho nên thì gửi tặng cho Hương Dương chiếc vòng để làm quà, một cái vòng đặc biệt cho quý bạn bác. Chiếc vòng này cũng 3-4 triệu vậy đó. Đó. 3-4 triệu vậy đó, cho nên là trong đêm hôm nay là mình sẽ có quà tặng là tới là gần tới 10 triệu bạc á. Dạ, còn cái hình thức thì cũng có nhiều bạn bác biết, còn nhiều bạn bác chưa biết. Đó, có nhiều bạn bác chưa nắm thì Phương Dừa xin phép giới thiệu. Đó, mấy anh em Phương Dừa sẽ kêu. Đó, Phương Dừa có Thành Tuấn nè, đó, Tuấn rồi Linh Linh, rồi tối nay có anh đấy hả? Anh với em với Linh Linh với ai? Với Hải Châu. Có 4 đứa à. Như có Kim Hiếu. Hiếu với bé đó, ca sĩ Linh cũng Linh Linh. Không mà Linh nhà mấy bạn nó hát không mà chứ đâu kêu. Dạ đúng rồi. Vậy là tối nay có anh với em với lại Linh Châu, với Hải Châu kêu hả? Dạ 4 người kêu. Kêu lòi bắn họng luôn. Dạ. Tại chưa có ổn định á.
khi nào ổn định thì chắc tăng cường thêm, chắc chết luôn. Kêu à, Khương Dừa cũng có chuẩn bị bài vở rồi, à Khương Dừa có thủ quà rồi. Em cũng có soạn một số bài vở mới rồi. Anh sẽ thủ nhiều bài, tối nay anh sẽ tương tác cho nó duyên dáng, cho nó hài hước, dạ, phục vụ bọn bác có thủ rồi. Chứ hôm bữa em thấy em cũng mệt lắm đó. Ờ. Đó rồi đó đó rồi có nhạc thì sẽ có bằng trung đó, chuẩn bị nó cũng chu đáo lắm nha bọn bác. Đó bọn bác tới đây thì hồi đêm trước cũng vậy, hồi đêm trước thì bọn bác tới đây chỉ uống nước rồi cũng kêu lô tô rồi bọn bác được nhận quà, tối nay thì cũng vậy đó, với phần quà gần 10 triệu đồng đó. Phần quà này mà 10 triệu đồng nhưng mà một đêm Khương Dừa bán lặt vặt rồi nước nôi coi vậy chứ nó không đủ. Với lại chi phí cho anh em này kia rồi đó, nó không đủ. Dạ bù, kể nó bù cho vui. Dạ miễn bà con bác vui ủng hộ thì Khương Dừa sẽ làm thường xuyên, dạ, để phục vụ bà con bác. Với cũng được cái được bạn bác thương, bạn bác lúc nào cũng thương Khương Dừa nó nghĩ thì bạn bác, tại là bạn bác cũng biết mà, làm vậy thì thấy khách vậy rồi tính ra ly nước 30-40 ngàn thì có 100 khách thì bạn bác cũng biết rồi đó, cũng được chừng 3-4 triệu bạc. Mà trong khi đó chi phí mình cũng nhiều, cho nên bác lúc nào cũng kêu Khương Dừa thôi bán vé lô tô cho bọn bác đi, nhưng mà mình không làm vậy được đó, cho nên là cũng cảm ơn quý bà con bác đó, nhưng mà để làm những tuần hay tuần đó để ông bác ủng hộ thì chắc Khương Dừa cũng xin phép bọn bác mình bán một cái ly nước đó, nó cao hơn thường ngày xíu. Dạ để thí dụ như là ly nước thì vô đây bọn bác uống ly nước cũng 30-40 ngàn đó, thì thí dụ có thể mình bán một cái ly nước thì có thể là 60-70 ngàn gì đó, 70-80 ngàn gì đó, ví dụ vậy. Mình rồi mình dò thoải mái dò 5-7-8 vòng 10 vòng gì đó. Dạ thì nếu mà ở quê có Khương Dừa thì mỗi vòng như vậy thì mình mua một vòng một phiếu vậy thì nó cũng 10.000 đồng rồi, thì bạn bắt dò 10 vòng thì nó cũng 100 ngàn, đúng không? Đó rồi ở đây ở trên thành phố thì một người ta bán một vé tới là 20 ngàn lận, cho nên bạn bắt mua 10 vòng thì nó tốn tới 200 ngàn. Đó cho nên là một bữa mà bác đi mà tham gia lô tô dò rồi nhận được phần quà là cũng tốn 200-300 ngàn đó. Nhưng mà thí dụ tới đây mình chỉ có ly nước luôn, ly nước ngon thiệt là ngon thì mình tốn chừng 60-70-80 thì mình nhận những phần quà rất là hấp dẫn. Ngoài ra Khương Dừa cũng đang liên hệ những đối tác, Khương Dừa xin những cái phần quà về điện gia dụng á, thí dụ như là tủ ví dụ như là nồi cơm điện, rồi ví dụ đó máy hút bụi nhỏ nhỏ đó, rồi máy quạt vậy đó, xin mấy cái đó rồi nó có giá trị đó, rồi nó có thiết thực nữa để bà ông bác mình trúng đó mà về bà ông bác sử dụng trong gia đình luôn thì nó sẽ rất là hợp lý. Dạ rồi cũng cảm ơn bà ông bác rất là nhiều đó. Làm có thể là làm một ngày một bữa, làm một tuần hai tuần thì dễ lắm. Khương Dừa thì nói cung chứ cũng thoải mái lắm, làm một ngày một bữa thì có thể mình bù quá mình bù lại làm cũng được, nhưng mà nếu mà làm duy trì thì giống như đêm nhạc thì mình phải tính về lâu dài, giống như bạn bán có ý cho Khương Dừa vậy đó. Rồi ủa tự nhiên cầm cái dù chứ ta. Rồi bây giờ lại ra đây rồi trở lại với lại quầy bánh xèo với lại bà lá lốp, giờ mình ăn gì ta? Mình phải ăn trước cho anh em làm chưa, làm nhai ạ? À? Làm gửi cho anh Châu Thanh ạ. À? Chia xong chưa? Rồi vậy chiên cho anh chiên cho anh cái đi chiên cho anh cái đi chứ trời, có bò lốp chưa, ăn được chưa? Vậy cho anh một sâu bò lốp đi. Cho anh sâu quà lố đi. Không anh tâm dịch hả? Dịch đi. Mà bữa nay trời mưa cũng không biết sao nữa, giờ tạnh rồi đó. Giờ ngoài trời tạnh nữa. Mưa trời lạnh ba ăn nhiều. Dạ hả? Nhưng mà không ai tới để chơi lô tô không? Từ mưa cũng ngán chứ bộ. Ngon quá. Trời mưa bà con bác làm biến đi chợ hả? Mua về ăn cho khỏe hả? Dạ. Cái này làm thí dụ một người làm á thì bán được nhiêu đây á là nói nào ngay là sẽ có lời. Làm bán nhiêu này mà quá trời người. Quá trời quân luôn. Không có đội quân nào mà nhiều như đội quân của Khương Dừa.
làm cái gì vậy, quá trời người này. Cây nhà lá vườn đúng đúng là lấy công làm lời, nhưng mà người ta lấy công làm lời, còn mình lấy công cũng không có lời thôi, nhưng mà kệ đi không sao. Dạ vậy không, mình không có làm thì là mình không làm. Ủa sao lấy ăn dương Tuấn luôn kìa. Mình không làm, mình không có gì mới thì nó sẽ nhàm chán lắm. Dạ, tại vì ở hội quán đi nó không có đặc thù giống như những quán cà phê người ta hay tới ngồi cà phê, còn đây phải có nội dung, phải có gì vui vẻ đó rồi bác mới tới. Lấy tiền nãy nãy nên đưa Tuấn nhìn dư á. Ờ lấy đưa Tuấn cũng tiền. Ồ thấy út thời đổ khéo không bác đó, đổ mông lét luôn. Anh ăn cái gì ta? Anh ăn bò lá lốt trước đi. Ờ mấy ơi này bươi không đủ nuôi mấy gà con nữa, quá trời gà con. Bầy gà con ngồi lũ phủ không, bầy gà công nghiệp phải bươi đó, gà mẹ đâu phải bươi nè, bươi để cho gà con nó lụm. Giờ trời mưa ăn bánh xèo với bò lốt là báo phát không bác. Ủa này có cháu ít Singapore đó, nhận cho anh một phần cháu ít Singapore nha. Ừ, để anh ăn cháu ít Singapore để anh giới thiệu bọn bác. Đây là cái bánh xèo không? À, thôi em chiên đi, em chiên cho khách đi. Anh ăn bò lá lốt để ủa bánh cháu ít Singapore để giới thiệu. À, ủa mấy bạn không ăn cháu ít Singapore hả? Ít có chưa? Có ăn cháu ít không? À, chưa biết phải không? Ăn rồi. Yeah. Không, bữa nay có nè, con chào ông bà cô chú kìa. Chị mũi hù em hả? À, cha đang kêu cho ít nè, bạn nào ăn cho ít? Một bạn, không. Hai bạn, ba bạn, còn hai bạn. Rồi, nên một bạn một phần hả? Dạ. Ăn chung hả? Vậy là có một phần. Vậy hả? Vậy hai chị em ăn chung phải không? Còn Lâm, còn Lâm, còn Lâm sao? Có nhiên Lâm sẽ ăn một phần. Lâm một phần phải không? Mình đi vô ăn. Ủa mấy bạn chào ông bà cô chú chưa? Chào hết chưa? Chị ơi nãy chị đi mua bằng tiếng Việt hơi ghê vậy không? Thấy cái mặt mà thấy ghê. À, một phần, hai phần, ba phần, bốn phần. Năm phần cho hết đi Nhân ơi. Chị ơi. Năm phần cho hết đi. Wow. Wow. Ông bà chị chú ơi. Đây cái này lên trước cho nó hơi nguội. Wow. Xin mời các bạn. Ông bà chị chú nhìn món cháu hết rồi. Dạ. Thôi ông bà chị chú nhìn món cháu rồi. Ăn thử. Dạ không, tụi đòi làm có 20 phần à. Rồi xong rồi ở nhà ăn rồi bà con cô bác cũng có ăn thử cũng khen ngon, mà bà bác nói là nó hơi cay, cho nên tuần này làm là chia ra hai cái mức độ cay và không cay. Cái này còn không cay. Dạ. Dạ con không biết nữa, đây cháu. Ông bà chị chú ơi, đây là món cháu hết tại hồi hôm qua. Mấy bọn người chào chưa? Rồi. Dạ nãy tại hồi hôm qua Tuấn cùng sức á, cha chưa hé một câu ngôi sao miệt vườn gì đó, đã đi dọn bây giờ phải trả công nè. Dạ cho chú ngồi cho chú. Cái này dạy khổ sai. Dạ dạ dạ. Dạ giờ mình ăn. Mời ông bà chú nha. Thử rồi. Cái nào quá nóng. Nãy giờ ra trước cái cháo rồi chưa chưa nóng. Trời mưa. Cháo ngon à. Trời. Chào các bạn. Chào các bạn. Hôm nay sinh nhật con. Cái bỏ này nè. Cháo trắng mà. Cháo trắng mà con, cháo trắng này vậy. Tặng quà sinh nhật cho Hương. Lát nữa đi. Tặng nhiều, tặng quà giờ mình sẽ giờ con sẽ chơi nha. Chưa tới sinh nhật mà. Rồi, xin phép. Chưa tới sinh nhật. Cay không nha, thử coi cay không nha. Trước thôi. Đấy. Đãi trước thôi. Ô, coi chừng ớt nó hơi hơi bị chín nha Nhân. Dạ. Coi chừng nó rớt thịt nha Nhân. Không vừa tới nha. Ở mặt cười, mặt cười, mặt cười. Nổi về. Ốc tiêu ăn luôn không? Ờ. Dạ. Ốc tiêu không có ăn. Dư rồi. Năm phần á. Năm phần á, ờ.
5 con. Một phần một con hả? Phần một con không? Quán mấy con hả? Ăn cho đã miệng luôn. Đúng với cái bình luận. Này của sữa. Này của cha. Của con ở bệnh. Qua cái ăn ha. Của con. Này của con. Nè của nóng nóng nóng. Nè của Lâm cái nè. Còn của hai, hai chị là ăn chung. Của hai nè. Của hai. Rồi. Của hai chị ăn chung phải không? Hai chị ăn chung. Nếu cần thì hai chị thì kêu thêm ha. Vui vậy cho bán được 5 phần rồi đó. Ngon nha bà chú. Sao viện sao? Con ngon. Vậy hay vậy có làm cho nó không nhạt nè. Hai chị đừng có bỏ vô cái trộn liền nó vẫn nhạt à. Hay bỏ vô chứ hai trộn miếng thôi cho nó vẫn còn nước này nè. Múc chỗ nào có nước thì nè, ăn ngon lắm. Thì không? Ăn ngon rồi tiếp nó mặn vô. Ừ. Thì nó kêu trộn nhẹ mà. Nè giống vậy nè. Điều. Cái này cái mũ để sấy, cái này cái mũ để ăn đi con, ăn đi, ăn đi con. Rộng muỗng con hả? Cay nha mày chú. Cay không? Nổi không? Được được. Được được, ăn được. Ngon, cũng ngon. Cay à? Chấm rau hả? Có. Áp tiêu. Ủa mày cố em bò không? Con thử đi, nó không nhạt luôn á. Ừ. Đó. Cay. Cay dữ luôn á. Đừng có trộn lên. Để rồi đó, trộn nhẹ một cái rồi, hai ba cái nè. Em là em trộn vậy nè. Em chỉ trộn vậy nè. Một cái tăng rau trắng. Với lại những cái đồ đồng kho. Nhưng con mỗi lần Phương Dưỡng đúng bê lúc nào Phương Dưỡng ăn cháo trắng chứ cá kho. Cái này cháo xanh. Này là cháo xanh mà vị là dưỡng à. Ngon lắm luôn. Ủa đừng có để đũa anh hai. Em xin lỗi. Xin lỗi đi nha. Xin qua trà. Đây là dạ ông bà chú nhờ. Giờ con sẽ ăn thử một miếng nha ông bà chú đi. Ít ăn xong nấu vị cho ông bà chú chị. Từ từ nha mẹ chú, nóng quá, ông đợi em. Cay lắm. Chị ơi. Trời ơi, nó cay. Cái gì vậy đến? Ngon quá. Phải mua anh dặn á. Ngon không? Thôi ăn vậy mới đã. Ừ. Anh bị chú ơi, lượng có một chút nha, đi lấy nước á. Cay quá. À, chú Nhân đang định kêu chú Nhân lấy nước. Con tự lấy. Bò lớn ăn cái gì vậy? Dạ, bò lớn ớt ăn bánh nổi. Bò lớn ớt đi. Bò lớn ớt đi. Cái này ở đây phần hai con, phần con đó bạn bắt lên giờ ăn nhiêu mình lớn được kêu. Dạ. Con vừa con không biết giá này nhiêu nữa. Con vừa hỏi. Ủa chú anh Nhân Nhân, phần này ăn nhiêu cơ? Hả? 50 giống như họ. À 50 hả? Phần hai con 50 hả? Ừ, còn một con. Một con thì bây giờ nếu mà định lượng thì em phải là bữa đang con sao? Thử là lấy con rưỡi á. Cố gắng thử giới thiệu bà con bác đi. Phường tính sao? Lấy 2 ly luôn. Là lỗ tính sao? Tính sao? Bán ngon quá, có công việc cho mấy bạn làm được. Đó mà chú, nãy con lấy 2 ly nước luôn. Theo con nghĩ đừng nên bỏ mè vô. Đừng nên bỏ mè vô. Đúng. Bỏ mè cho không? Anh hả? Là phải hỏi bà con bác. Mè là không, mè là cái nhỏ nhỏ nè. Đang hơi bị chín á. Nấu vừa vừa thôi. Chị chín nè. Chắc lẽ là nấu lúc nấu là vừa xong rồi. Để hồi nó phải canh á. Cái nồi này làm nóng lại rồi. Làm nóng lại nó bị mềm á. Vậy thôi muốn nấu chín tươi thôi. Ngon quá ông bà ơi chú. Gấp nó người gấp thật. Trời ơi. Chú gì hai anh chị đang chồng tại bữa quen chung. Trời. Thơm không? Dạ thôi. Thơm cháo không?
Thì mới đồng. Hai ăn nữa, chị hai ăn nữa hả? Con cháu cho mọi người nhân lấy thịt cháu cho. Dạ thôi. Cảm ơn. Sao hai đứa con ăn được không? Ngon nha bởi chú. Không, có thiệt à? Ngon. Nó biết. Ngon. Nhưng mà mà quan trọng là nó cay. Cay nhầm, cay mà ngon. Cháu nó đỡ nhạt hơn cái chỗ bữa mình nha. Đỡ nhạt hơn hả? Đỡ nhạt đó. Tâm thức này không vừa sinh của một bà chị Dương làm ở dưới nhà của Thùy Dương Thuyết các bạn. Để nấu ăn ở trong nhà của Thùy á. Em ngu lắm. Thì Thùy nấu khuya, kịch khuya lắm. Thùy nấu lên cho ekip ăn, vừa thấy ngon. Từ từ cái này không. Cái này thì trời ơi, có cái vị mà không phải vị của người Hoa. Dạ, các bạn. Dính. Dính vậy? Ăn ăn đi xíu là. Cái đó là gì đó? Cái đũa dính cháo. Em làm con rớt lên là nó chưa rớt rớt. Mẹ con. Ê, bỏ tay ra. Đúng rồi. Sữa. Cay không sữa? Cay không? Cay sữa không lấy nước đi. Lấy nước ngon. Nè. Ủa Lâm không ăn hết rồi Lâm? Hả? Con ăn hết vậy? Mẹ ơi, mẹ có sao không? Lỡ dính cái đầm mày. Nhiều quá. Bông nôi quá. Thơm quá, mấy tí nữa mày làm. Chầu này ai trách tiền vậy? Sữa. Con trả con. Ghê ta. Ghê ta, giang hồ quá ta. 250. 250. Nãy giờ tụi con ăn gì đây, lát gom quá đơn lại cho tới tiền nha. Thẳng 500. Vừa ăn đây chứ cũng vừa ta tiền. Thẳng 500. Để giờ các bạn dễ quản lý quá. Đúng rồi, sữa, sữa trả đi. Sữa là con của chú quán mà. Phải trả đi. Đúng. Sao sữa là cô chị? Ăn đi con, ăn đi, ăn đi. Đúng ăn đi. Ốc gì có ăn đâu mà ốc gì nói. Màu trắng màu tối tối ngoài luôn á sữa. Sữa đi đũa đàng hoàng được không? Ê đi lại. Nó mới làm dặn. Em sorry sorry. Sao kìu. Sorry. Sao kìu. Sao kìu. Mẹ ơi dính vậy được không? Được trời ơi dính chứ để ra cho lấy giấy cho lau được. Chơi sao mày lau. Dạ, con sợ nhớ mình ăn là... mình ăn thì dạ thì mình cảm thấy vừa miệng nhưng mà không biết quý bà con bác thì như thế nào. Dạ có gì bà con bác tới ăn á. Dạ bà con bác có gì góp ý cho con vừa ha. Góp ý thật là ngon đi ông bà chú ơi. Ngon lắm. Dạ rồi bây giờ thì con vừa về con vừa chuẩn bị thay đồ đạc để chuẩn bị qua để cùng với các bạn để chơi lô tô. Dạ kính chúc quý bà con chú anh chị tối nay con sẽ tin mình thật là nhiều sức khỏe. Dạ chào tạm biệt tôi con ơi. Dạ cảm ơn mà cô chú đã theo dõi video của mình vừa chào tôi ủa con nói là hôm nay con sẽ lên chơi lô tô mà con kêu ha. Ok con kêu luôn. Ờ chị hai chơi luôn. Ok chơi luôn. Chơi chứ không kêu gì chị mũi là người xoay cái đó hàm chị hai chơi chị mũi kia lô dưới đây nè.